Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một cái bộ máy khoan sử dụng pin thương hiệu của Kinro ha. Và bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái thùng rất là cứng cáp. Ở đây nó có thêm một cái nắp mà anh em dỡ ra đó, bên trong nó sẽ có ba ngăn để đựng ốc vít phụ kiện vô đây, rất là ngon luôn ha. Trên đây sẽ là cái quai sắt, hai bên sẽ là hai cái chốt để mình mở thùng ra nha anh em. Trong chúng ta sẽ có là mấy cái tờ giấy, cái này hình như là sách hướng dẫn, còn cái này nó là phiếu bảo hành, mua là hàng chính hãng á, bởi vì mình sẽ được bảo hành là 6 tháng nha. Trong đây chúng ta sẽ có là một thân máy nè, hai cục pin và một cục sạc. Đây nó có thương hiệu của Kinro nè, giặt gơ, điện áp của nó là từ 100 cho tới 240V, điện số là 50 cho tới 60Hz. Hai cục pin của nó nè làm cũng khá là đẹp nha nè. Trên đây nó có thương hiệu Kinro nè, nó ghi là 88VF lithium ion, thì cái số 88 này chắc là cái mã hiệu của nó thôi ha, chứ thường thường những cái cục pin này nó tầm ở 18 cho tới 21V thôi nè. Về cái mặt bên dưới thì nó ghi là battery lithium, và ở đây nó sẽ có những cái hình ảnh cảnh báo của nhà sản xuất. Và cuối cùng sẽ là con máy của chúng ta ha, nó đựng trong một cái bọc nè. Thì trên đây nó có thương hiệu của Kinro nè, và bên đây nó sẽ có một cái tem thông số, thì nó ghi là Kinro 13mm rootless cordless drill, đầu kẹt tối đa của nó là 13mm. Con máy nó sẽ có hai tốc độ là từ 0 cho tới 500 vòng trên phút và từ 0 cho tới 2000 vòng trên phút. Thì lực đập búa của nó sẽ tương ứng 0 cho tới 8200 lần trên phút và từ 0 cho tới 31000 lần trên phút. Lực siết tối đa của nó sẽ là 130 Nm/m nha anh em. Ôi trời, con máy của mình thì cái phần màu xanh này nó sẽ là nhựa cứng nè, còn cái phần màu đen này thì nó sẽ là cao su ha. Cái này mình nhấn nó lúng lúng vô nè thì nó sẽ ôm cái motor nè, rồi hai bên hông, rồi ngay chỗ tay cầm này luôn. Thì khi mà anh em làm việc mình cầm nắm vậy nè, nó rất là chắc tay, mà lỡ như nó có bị rơi rớt á, chống va đập cũng rất là tốt luôn ha. Bên dưới thì nó có một cái cò điều tốc, đây sẽ là cái núm đảo chiều. Ở đây là cái chỗ để nó lắp cục pin, khoảng cách của chân pin nó tầm cỡ 23mm ha. Mình đang có những cái con máy mà thương hiệu khác mà nó sử dụng cái chân pin cũng na ná nè. Bây giờ để mình lấy ra mình test thử xem coi như thế nào nha. Đầu tiên sẽ là con máy khoan pin thương hiệu của Etop nha. Ở đây thì nó sẽ có một cái cục pin một hàng nè. Lúc đầu mình nhìn đó thì mình thấy nó cũng na ná với nha, cũng có ba chân nè, nhưng mà mình nhìn kỹ lại đó, cái độ dài của cái này nè hình như là nó dài hơn cái này ha. Giờ thì mình lắp thử coi nó vừa không nha. Không khả thi ha. Đâu để mình đo thử coi cái này nó là bao nhiêu, 22 rồi, không có giống nha anh em. Và bây giờ tới con máy bù lông nhái thương hiệu Hitachi cũng khá là quen ha. Thì hôm trước mình cũng có làm một cái clip để mình review, mình test bung nội thất con máy này ra đó. Anh em nào mà chưa xem mình sẽ để cái đường link ở trên đây, anh em nhấp vô đó tham khảo chơi cho vui ha. Cái cục pin của con máy này thì mình có thử mấy con Hukan X3RO lắp vô sử dụng là ok. Con bù lông này nè thì nó y chang với cái con bù lông của X3RO luôn. Anh em có rảnh mình lên Google mình search á là mình thấy cái mẫu nó y hệt, vì nó chỉ khác cái tem với lại khác cái màu thôi ha. Ồ ok anh em, giờ bóp cò thử nha. Và bây giờ thì mình sẽ lấy con máy này nè, mình lắp thử cục pin của Kinro xem còn sao nha. Nút chỉnh nè. Khá là ok anh em. Và hai cục pin này thì nó sẽ sử dụng một cái hệ chân pin. Và mình cũng có để ý ở đây, anh em nhìn thấy nó ghi chữ Kinro nè, và bên đây cũng có chữ Kinro luôn, chắc là một hệ á, bởi vậy nó in chữ giống nhau ha. Thì ở nhà anh em đang sử dụng những cái hệ máy Hukan X3GO hoặc là X5GO hay là những cái hệ máy Trung Quốc mà nó có ba chân này nè, thì anh em cũng có thể mình tận dụng để mình lắp vô con máy này sử dụng cũng ok luôn ha. Và cái đặc điểm khác biệt duy nhất của hai cục pin này thì ở đây nó sẽ có một cái lỗ để anh em ghim sạc adapter nè, và ở đây thì nó sẽ không có ha. Cái này nó là đời trước, còn cái này nó đời sau nè, bởi vậy cái này nó sẽ được nâng cấp lên ha. Anh em nhìn thấy mẫu mã rồi, nó làm cũng xịn sò hơn nha. Và trên đây chúng ta sẽ có một cái nút để mình chỉnh tốc độ nè, qua đây nó sẽ là tốc độ chậm nè, bên đây nó sẽ là tốc độ nhanh ha. Con máy nó sẽ có ba chế độ bắt vít, một chế độ khoan thường và một chế độ khoan có giọng giá. Ở chế độ vít thì con máy này nó sẽ có tổng cộng là 20 cấp độ trượt. Anh em có thể thì chỉnh cấp độ trượt bằng cách mình gạt ở đây nè. Giờ mình sẽ chỉnh cấp độ số 1 đi, test cho anh em xem thử nha. Đây chúng ta sẽ có là một cái đầu kẹp, để kẹp được tối đa là cái mũi khoan 13mm. Đây mình có một cái mũi khoét gỗ số 35 nè. Bây giờ để mình xỏ vô, mình test thử xem coi nó có auto lock không nha. Gạt qua nè. Anh em nghe tiếng cọc 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 á, tức là con máy này nó cũng có chức năng auto lock, nhưng mà nó sẽ không có chức năng khóa nhồng ha. Khi mà anh em mở ra đó thì mình cứ dặn ra như nè, nó nghe cái cọc là ok. Và khi đang sử dụng á, mình thấy trên đây nó sẽ có một cái đèn khá là sáng luôn nè. Thì khi mà anh em làm việc trong môi trường thiếu sáng hoặc mình làm việc ban đêm đó, đèn này nó chiếu thì mình làm việc nó cũng rất là hiệu quả luôn ha. Và bây giờ mình sẽ đo kích thước của con máy cho anh em dễ hình dung nha. Đầu tiên thì mình sẽ đo cái chiều dài của nó từ ở cái đầu kẹp nè cho tới cái đuôi máy, nó tầm cỡ 20cm.
Còn cái chiều cao của nó mình đo từ ở trên nè cho tới cái chân pin thì nó tầm cỡ 20. Còn khi mà anh em đo lưng cục pin của nó đó thì nó tầm cỡ 26cm ha. Và bây giờ mình sẽ đem con máy này ra ngoài sân để mình test thực tế xem coi nó hoạt động như thế nào nè. Ở đây mình đang có một cái mũi khoét số 25 nè. Giờ mình test thử chức năng khoét gỗ của con máy coi như thế nào anh em. Đây mình có mấy ốc đuôi cá nè, mình test thử chức năng bắn tôn của con máy coi như thế nào hay nè. Chức năng khoan gạch của con máy, ở đây mình sử dụng là cục gạch thẻ nè, và mình sẽ khoan theo cái phương ngang hay nè. Mũi khoan của mình sử dụng là cái mũi 10 ly thương hiệu của Boss, và hiện tại bây giờ mình đang chỉnh cấp độ là khoan thường, khoan không có giọng búa ha. Tiếp theo mình sẽ gạch ở đây, nó chuyển qua chế độ là vừa khoan vừa có búa nha anh em. Qua bài test mình thấy con máy này cũng khá mạnh và xử lý công việc cũng rất là hiệu quả. Thì bây giờ mình sẽ khui toàn bộ con máy này ra để xem thử cấu tạo bên trong của nó như thế nào anh em. Đây là bên trong cục sạc của con máy nè, nó sẽ có một cái bảng mạch. Anh em nhìn thấy nó sẽ có những cái con tụ nè, rồi biến áp và những cái con linh kiện. Thì anh em nhìn thấy nó cũng có thương hiệu, rồi thông số đồ cụ thể rõ ràng hết chứ ha. Và ở đây sẽ là cục pin của con máy, có nguyên một cái bảng mạch rất là bự luôn nè. Hình như là nó bao trùm gần như là nguyên cục pin luôn ha. Có chân tiếp xúc pin nè, có cái lỗ sạc adapter. Và bên dưới thì linh kiện anh em nhìn thấy nè, cũng rất là nhiều luôn ha. Cái cell pin nó ghi là 18650-2021D15. Pin này thì nó có tổng cộng là 2 hàng. Mỗi hàng của nó thì có 5 cell 2000mAh. Thì tổng cộng cục pin này nó sẽ là 4A anh em. Và đây sẽ là bên trong con máy của mình nè. Dưới thì nó sẽ có một cái chỗ chân tiếp xúc pin, trên đây thì nó sẽ có một cái bảng mạch, bên ngoài thì nó sẽ có một cái lớp nhôm tản nhiệt nè, và ở trong thì những linh kiện của nó sẽ được đậu keo kính mít hết trơn rồi ha. Có một cái con tụ thương hiệu của Sharp nè, và cái thông số của nó là 35V 470 microfarad ha. Cái cò điều tốc nè, rồi núm đảo chiều, đèn led chiếu sáng. Trên cái cò của mình nó cũng có thương hiệu nè, rồi thông số độ cụ thể rõ ràng chứ ha. Phần trên đây là động cơ của con máy, và nó sử dụng là động cơ không chở than hay nếp cây nhông nè, một cái bật đạn rotor, động cơ không chở than bằng stator nè. Và anh em nhìn thấy dây đồng nó quấn cũng rất là nhiều luôn ha. Cụm hộp số của con máy bên ngoài nó được làm bằng nhôm nè, cái đuôi này cũng vậy luôn, cũng được làm bằng nhôm luôn. Bên trong thì nó có rất là nhiều lớp nhông luôn nè, nhông này thì nó rất là dày và bự, và tất cả nó sẽ được làm bằng thép 100% luôn ha. Thì mình đã test và bung toàn bộ con máy này ra rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này, mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả, anh em cứ nhấp vô đó để tham khảo. Thì anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn như nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày bé nhé. Bye bye.